có một con màu cao lắm. Một con kia màu cao kìa. Cho cái con mướn lông nó để ngót con đã. Con thứ hai này. Yeah. Bố tôi không biết là có bị gì hay không. Chào tất cả anh em cùng đam mê. Đây là những bông hoa đã lỡ Tết quê mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đón một số em. Hôm nay mình sẽ giả số chim chào màu bổi của một số em anh em nhé. Thì lô này thế là con lô cuối năm rồi. Thì cái lô chim này thì cũng không còn nhiều đâu mọi người ạ. Vì là cuối năm, thứ hai là năm nay Covid nó lại về đấy. Thì mình cũng một số xe nó cũng không nhận chuyển chim nữa. Nên mong anh em ở xa thông cảm. Và hy vọng rằng sang năm mới sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu với nhiều anh em hơn nữa. Và chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành. Bây giờ mình sẽ ra mình đón mấy em và một buổi chọn bổi của anh em cuối năm nhá. Nó không còn nhiều bổi nhưng mà hy vọng rằng là những số bổi đó sẽ có tố chất để anh em chăm sóc cẩn thận nhá. Ngày Tết thì hơi đông người cho nên là anh em đi hơi khá là vất vả mọi người ạ. Em ơi, em ơi, em ơi, đây đi quay đây, anh này đi tìm thằng kia, đi nhanh đấy, đây đi quay lại đây nhà anh ở dưới này, nhưng mà anh đi ra trang trại rồi, còn mấy em ở trên Lập Thạch nữa, chả thấy, chưa thấy đâu, đây nhà anh thì ở nhà anh đây bên này này. Cho thuê ở chỗ cái ô tô trắng ấy à. Nhưng mà anh lại hôm em thấy anh quay anh thấy ở đây, nhà anh thì ở đây. Thế nhưng mà cho thuê rồi. Bây giờ anh làm trang trại đấy, anh ở đấy cho tiện đấy. Nó làm là kho ở đấy. Đây sẽ ở đây này em ơi. Đi vào đây tí đã, nghỉ tí đây em ạ. Nhưng mà nó nhanh thuần lắm. Thế là về quê đem quả chim về à? Em mang có một con này. Đi đâu cho anh xem con bổi đấy này. À có cả chuối đây này, anh nghe phải nhìn. Thằng nào anh tưởng là cái hộc đúng đấy, hộc không? Bây giờ đây là lô cuối của năm nay rồi. Được còn có 7 con thôi. Đây tí mới em kia em chọn xong. Đây nhìn dấu nha. Chọn nha. Đây này, nhìn thấy chưa? Đây con này, đây. 7 con này là chưa ăn gì, mới từ tối hôm qua mới ăn chuối thôi. Còn mới con to. À con à rồi, con lông mồm chứ gì? Con lông mồm thì có một. Các bạn để cái lồng này nó chật cho nên nó không ra mã được, nó không đứng lên. Con này toàn bộ to đấy. Nó toàn bộ to mà. Nhìn trong này nó hơi khó nhìn. Trong này nó bé. Anh để đây nó ăn xong anh mới thả vào lồng to. Có một con màu cao lắm. Ui con kia màu cao kìa. Đâu cái con mướn lông nó để ngót con đấy. Đấy nó vẫn lông ở mồm ra đấy. Rồi rồi được rồi, nhận rồi nha. Rồi, xong rồi sau để thả ra kia đó cho. Hai con thì có mồm à? Ừ. À đâu có một con. Còn với con chim ở trong kia thì đoạn anh lấy con mồi già ra anh cho nó. Đấy. Đây có hai con. Hai con dính. Hai. Ừ. Rồi, rồi cứ bắt ra nhìn nó chắc. Nha. Anh bắt ra nhìn để. Đúng rồi. Nóng bộ nó này. Con này đẹp này, to này nhỉ. Đây thảo kia nhá. Đấy bắt ra thì nhìn nó mới to, chứ còn bọn em nhìn ở trong nó vừa chợt quá. Đấy, gần Tết này. Sổng một con này. Đấy. Nhìn trong lồng nó khác, nhìn ngoài nó khác. Dạ. Đấy, con thứ hai này. Yeah. Bố tôi không biết là có bị gì hay không. Ê, anh chim nó chọn hết rồi thì đấy, em cứ nhìn thấy ở trong lồng có thế bắt ra con nào chả to. Nhiều anh em cũng thích to. Đây con này mắt. Đây con thứ tư. Màu cao yếm đậm, nói chung là đều nhau hết nhỉ. Dạ. Yeah. Con này dài chim.
quá dài luôn nhỉ. Này còn con cuối cùng, con thứ 6. Con này dài nhỉ, con nào cũng đẹp không? Con này dài hơn con kia, dài hơn. Con này màu cao, to. Con nào được này, lứa này có 7 con này, nó chọn toàn con to rồi. Thả ở kia. Các bạn, chim này nó chưa ăn cám cho nên là nó chưa dám đứng cầu, anh hiểu chưa? Nên nó khó. Đây, con bắt sau cùng nhất đây này. Con này nhìn anh em tự xét. Con này thì cũng được. Lứa cuối cùng của năm đây. Được có đúng 7 con, chọn được đúng 7 con thôi. Đợt này anh em nó gửi về chọn được có đúng con 7 con này đây. Trong này thì con này đẹp nhất đây. Nhưng mà chim này nó chưa gì, nó chưa dám đứng cầu. Ví dụ nó ăn cám một độ lửa tháng hoặc là chục ngày nó mới dám đứng cầu. Đây, chưa dám. Đây, anh em trong miền Nam người ta gọi mới nhiều nhưng mình không đi gửi được. Năm nay gửi xe phức tạp lắm. Lúc thì dịch, lúc thì nằm nhá nằm nhặng. Anh hay gửi vào đâu? Trong miền Nam thì em vẫn gửi được, nhưng mà ý là nó xe mình nhiều việc, nhiều khi nó nhỡ ấy. Xe ở đây đi vào nhiều. Xe Bắc Nam thì em nhiều. Xe Yên Lạc ngày xưa, bên xe ngã tư ga toàn Yên Lạc. Tất ngã tư ga là của em. Đúng không? Ở bên thôn này lúc nào nó chả có vài xe, nhưng mà đôi lúc mình công việc mình nhỡ thì nhiều khi các bác ấy trong đấy nó mà nhỡ chim thì nó nhỡ hẹn thì mệt lắm. Mình mà không đi gửi được ấy, ví dụ vịt gà nó trả xong kịp giờ thì thôi xong. Đây, con của anh nó hơi phồng rồi đấy. Con này dáng đẹp nha. Thôi để cái lồng này hơi bí. Con này nó kêu kiểu đấy, như kiểu cái ô sợ đó rồi. Ừ, đúng rồi, đang kêu cùng với con nào bên đấy đây. Đây. Rồi kè vào con. Đừng mỗi con này nó hay dám ra gọi tí, đúng không? Chế kia thì làm gì nữa. Con này này anh bắt đi. Hai con này. Đây anh bảo lấy cái túi, lấy túi giấy. Em có túi bổi mà. À có túi bổi à? Thì bây giờ nhé, em chọn con nào thì em chọn. Đây này, hai con này như nhau thì nhường mỗi anh em bắt một con già này, hiểu chưa? Em định nhất cả đôi. Thôi nhường rồi, anh em cùng quê thì mỗi người bắt một con. Cả con mùi già của anh hôm nay nó hơi ché hơi nhiều. Kẻ nó hơi bắt con nào được em ạ. Xong lại bắt một con kia kìa. Em bắt một con, tao mà em thích bắt con nào bắt. Không, đưa đây anh bắt cho cả nó sổng. Em đưa đây. Đây bây em thử móng móng này, móng chân này, bậu này. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bấu này anh này. Ok. Đấy, bấu nha anh nhá. Bấu nha. Đây, đầu mặt đây nhá. Rồi, con này bộ thì quá, nó thay lông xong thì quá ngon luôn. Đây là về này, con này là về ấy à? Về tận Phú Thọ à? Vâng. Anh này ở trên ấy nhỉ? Trên Phú Thọ với Việt Trì. Con này không dài, kém hơn con kia một tí thôi. Nhưng con này cũng dài đấy. Ra à. Này mặt được đấy nhỉ. Được, thôi được rồi. Củi trường nó quan trọng, tố chất. Con này là về ba vì rồi này. Còn con này mỏ này ngắn tí này nhỉ. Con của em, cái con của em nó có cái gì đây? Cái mỏ trên nó có phớt phớt này, có phải ấy à, phải cá không đúng không? Không. Đây xem, đúng rồi, nhưng mà như cái mỏ nó thay lông nó hết. Con này nhìn đầu to này. Cũng có tí vảy cá ấy, nhưng mà hơi kiểu dạ. Vâng. Vảy cá phải vảy cá. Hơi thôi. Nhưng con này đẹp, mặt dữ. Con này dữ rồi. Mặt to. Mặt to. Ba con của em đấy cũng to, nhưng con này cũng to này. Con này được. Con này được này. Nó trẻ quá, nó không dám hút. Em mua ba đúng không? Vâng, ba con. Ừ, ba con. Bao nhiêu? Đợi em một tí, hai thằng cùng đường với lại con. Ừ. Sao bảo túi nào được? Hả? Túi nào được anh? Em ba con đấy thì em cho vào cái nào chả được. Ừ, cho cái túi bóng. 250 là đi 800 của em. À đó. Ờ đúng không? Cái con em đánh dấu em nuôi cẩn thận tí đỡ phí. Đừng có ôm vội nhá. Ừ. Nhá. Giờ nhớ đường ra chưa? Em nhớ mà. Ờ. Mày để lịch kịch như này, đủ Tết có khác đi. Qua công ty. Qua công ty à? Em làm công ty ở xa, cách xa nhà. Em là Dương Niên mà.
À dưới Hưng Yên ạ. Còn mọi năm thì là em làm ở dưới Đan Phượng. Rồi. Ở dưới là quê em. Ờ, thế về nhá, có gì thì gọi cho anh. Vâng, cứ đi. Vâng, ôi, có cái hot lúc nào cũng được. Đó là mẹ mày vào. Không, mẹ cháu mày cháu ở cái đấy làm gì? Tao bản lên dành riêng cả mà hết các nơi mẹ mày đưa đi ra. Em về nhá. Vâng, cái đi sang bên kia kìa. Vâng, bác ơi, bỏ cái đi sang đi. Bỏ đây đi. Đấy, không, đi sang được. Em về nhá em nhá. Dạ. Vâng, mở cái đấy bác đi sang đằng trại đằng kia nhà cháu là được. Vâng, đấy. Ơ, thích không ạ?